tại thành phố Hồ Chí Minh, Multimedia GSC, đơn vị nắm giữ bản quyền và sản xuất chương trình gương mặt người mẫu Việt Nam The Face Việt Nam 2023 đã chính thức công bố ra mắt mùa mới và giải thưởng. Đây là chương trình truyền hình thực tế được Multimedia GSC mua bản quyền từ The Face của Mỹ do siêu mẫu thế giới Naomi Campbell sáng lập. Sau thành công mùa đầu tiên năm 2018, The Face Việt Nam chính thức quay trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới, bắt kịp xu hướng với thời đại 4.0. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên ở một phiên bản The Face trên thế giới, các nhãn hàng sẽ lựa chọn và ký hợp đồng ngay tại trường quay với một thí sinh giành chiến thắng hoặc có số điểm cao nhất mỗi tập. Người trở thành quán quân The Face Việt Nam 2023 sẽ nhận những giải thưởng lớn, đặc biệt sẽ nhận được một chuyến trải nghiệm tại 4 tuần lễ thời trang thế giới tại Milan, Paris, New York và London. Chương trình cũng đã ra mắt dàn huấn luyện viên của mùa mới gồm các siêu mẫu Anh Thư, Vũ Thu Phương, Minh Triệu, Kỳ Duyên, Nam Trung đảm nhiệm vị trí host. Dịp này, nhà sản xuất đã công bố top 20 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi. Tập đầu tiên của The Face Việt Nam sẽ được phát sóng lúc 20:30 ngày 4 tháng 6 trên kênh VTV9, phát đồng thời trên trang Facebook chính thức và kênh YouTube Multi TV.